Tha giá Nam Mô Tham Ma giá Nam Mô Tăng Khai giá Nguyên Trang. Và trước hết con kính lễ ân đức Đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính đảnh lễ sư Pháp Tính. Con kính đảnh lễ sư Tuệ Nhẫn. Kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn cô Trần Đạo đã cho con biết. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con cảm ơn Như Quỳnh. Dạ kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tham ma đề sa na ya cha na ga tha Brahma cha lo ka thi pa ti sa ham pa ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha sak ta pa ra cha kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang sắc tham ma phê rin vinayan cha ca yan sốt tan cha ban tham a phi tham ma chấm măng a cô ta yan tô cha tu sắc cha đan đăng bắp po tha nay ye parisa ya mật chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chặn dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhóm vườn lộc dạng ngày giờ chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thịnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dương niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phục, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Pháp Tính từ biêu hoan hỷ cầm mic để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Và con kính mời bàn tay và sa thú. Và con xin dâng mic lại cho sư ạ. Và con xin xuống mic ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con không biết là sư pháp tính có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ con cho con xin tín hiệu. Dạ con thấy sư giơ tay mà không thấy. Dạ sư rớt mic. Dạ con kính cung thỉnh bàn tay của sư ạ. Con kính dâng mic lại cho sư.
Dạ, quý vị nghe nghe được âm thanh của sư hay không? Dạ, bây giờ rõ rồi. Ủa sư kỳ vậy hả? Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Thanh Tâm, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Hôm nay thì chúng tôi tiếp tục giảng cho quý vị nghe về cái phần nghe nhiều, mà ở trong cái phần này là thảo luận pháp. Thảo luận pháp thì nó cũng nằm ở trong cái chi phần của nghe nhiều bà hút xuất tác. Vậy thì trước khi thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm để tam bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhutang Bhagavantang Abhivā Demi Sokkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Lokassa Natham Varamuttamahang Buddhang Ca Dhammang Ca Dhammami Sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn Đức Tăng. Và xin chia điều phước này với quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Thà kính thưa quý vị, đối với cái lời dạy của Đức Phật thì cái người mà nghe nhiều, chẳng những nghe nhiều mà còn phải thảo luận pháp. Thì quý vị biết rằng thường thường cái phương pháp mà để mà chúng ta thảo luận, nó sẽ đem ra là nó sẽ có một cái kết quả, một cái lợi ích rất là lớn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đối với cái người mà thảo luận pháp đó, là có nghĩa là biết đưa ra cái vấn đề đó, đưa ra cái vấn đề đó đến chư vị. Nếu mà mình chưa nghe, mình sẽ được nghe. Và hãy mà mình đã nghe rồi á, thì cái sự nghe đó, đó của mình á, nó làm cho mình hiểu biết thêm, hiểu biết để mà tăng trưởng thêm. Hoặc là các vị tỳ khu sẽ đem những cái điều đó ra để nói nghe cho nó nhừng, nó nhừng tai. Cái con người của chúng ta rất là ngộ. Nếu mà chúng ta đó mà không có chịu nghe về Phật pháp, chúng ta không chịu thảo luận về chánh pháp, thì nhiên mà nó không thuộc về chánh pháp, nó sẽ xen vào. Có nghĩa là chúng tôi nói về những cái điều mà vô ích, nó sẽ xen vào. Thật ra đó thì quý vị biết không, đối với những người mà những người ở đời đó, có những người chúng tôi phải nói rất là đáng thương, rất là tội nghiệp họ. Chúng tôi chỉ cho họ khi mà họ vào họ xuất gia, hoặc là họ có đến chùa họ tu tập, hãy cái người nào á mà đi đến chùa đó, mà một là gặp tìm cái vị sư nào đó, cái vị sư đó mình nhìn mình cũng phải biết nha, mình cũng phải nhìn cái bề ngoài, mình nhìn coi sao, coi cái vị đó có nói đúng hay không, có nói đúng ngay chỗ cái ý mình muốn tìm hiểu hay không, hay là những cái vị đó hay là cái vị đó thích nói gì mà do mình đang thích. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái trường hợp đó rất là nhiều, người ta hỏi ngay cái con bò trắng thì không trả lời con bò trắng, mà lại trả lời cái gì đó mình biết. Cũng như quý vị thấy rằng đối với đức vua A Xà Thế cũng vậy, đức vua A Xà Thế khi mà đi đến hỏi những cái ông giáo chủ ngoại đạo mà về cái vấn đề mà ngài cần biết á, thì những ông giáo chủ ngoại đạo lại không trả lời ngay cái gì, mà cứ trả lời ngay chỗ cái đạo của mình, ngay chỗ cái đạo của tôi, những gì tôi biết. Thì cái điều đó không phải là thảo luận pháp,
à, không thảo luận, không phải thảo luận pháp. Quý vị thấy rằng á, đối với ngài các vị tỳ khu ngày xưa cũng như trong cái lần đó đó, ngài Anu Quốc Thá ngài ở tại cái khu rừng mù, à, cái khu rừng của người mù, thì à, lúc đó ngài Anu Quốc Thá đó, ngài bị bệnh rất là nặng, à, ngài bị bệnh rất là nặng, nhưng mà các vị tỳ kheo đi đến thăm ngài thấy ngài rất là thản nhiên, à, ngài rất là thản nhiên quý vị đó, thì à, các vị tỳ kheo Tôn giả Anu Quốc Thá, tôn giả an trú với cái pháp môn nào mà à, tôn giả đau đớn do bệnh mà tâm của tôn giả đó thì không có, như là không có bị buồn rầu, không có bị buồn phiền, thì tôn giả Đại Đức Anu Quốc Thá đó, Đại Đức mới nói thưa các tôn giả, do tâm tôi an trú ở trong bốn niệm xứ, là do tâm tôi an trú trong bốn niệm xứ. Tôn giả Anu Quốc Thá trả lời vậy rồi thôi, à, trả lời vậy rồi thôi. Thì quý vị thấy rằng á, cái người nói á, mà có cái sự mà hiểu biết, và cái người nghe cũng phải có cái sự hiểu biết, cũng như là cái vấn đề được đưa lên ở đâu thì mình giải quyết ở đó, à, chứ không phải là mình bắt từ cái, quý vị thấy rằng chứ không phải là mình bắt từ cái câu chuyện này đến cái câu chuyện kia, không phải là mình bắt từ từ cái vô minh duyên hành, hành duyên à, thức, thức duyên danh sắc, danh sắc dục lục nhập, là duyên duyên xúc, là xúc duyên thọ, thọ duyên ái, không phải là lúc nào mình cũng đem ra nguyên một à, một cái tràng như vậy. Nhưng mà nếu à, nếu mà khi mà cần thì mình sẽ đem ra à, một cái tràng đó như vậy. Thí dụ như bây giờ á, quý vị thấy rằng á, cái con bò trắng với con bò đen mà nó bị cột bởi một cái sợi dây, à, cột bởi một cái sợi dây, thì nếu á, mà bây giờ mà lúc đó đó mình cần á, à, mình cần phải có cái sự phân tích á, à, thì lúc đó đó thì chúng ta sẽ đem ra à, cái sợi dây đó là gì, à, cái sợi dây đó là gì, từ cái mà danh sắc mà duyên cho lục nhập, à, danh sắc mà duyên cho lục nhập á, cái khúc này nó chưa, cũng chưa có quan trọng nữa, nhưng mà từ cái mà xúc mà duyên cho thọ đó rồi bắt đầu, à, thọ đó nó sẽ làm duyên cho ái, thì lúc này á, đối với cái chỗ này á, chúng ta mới lấy thọ mà duyên cho ái đó, chúng ta mới giải thích à, cho cái sợi dây mà nó đang ràng buộc bởi con bò trắng bò đen. Thì quý vị thấy rằng là đối với những cái trường hợp này là chúng ta cần phải giải thích à, rộng rãi. Còn quý vị thấy rằng á, đối với tôn giả Anu Quốc Thá, ngày lúc đó ngài đang đau, ngài đang bị à, bệnh à, về thân, nhưng mà tâm ngài à, rất là bình thường, thì các vị hỏi, ủa do đâu tôn giả, sao mà tôn giả Anu Quốc Thá thân bệnh gì à, mà tâm ngài vẫn thấy à, cũng có cái sự niềm nở, có sự an lạc à, do ngài, thì quý vị thấy rằng các vị hỏi rất là kỹ, ngài an trú vào pháp gì vậy, à, ngài an trú vào pháp gì vậy, thì ngài Anu Quốc Thá ngài mới trả lời là do à, tôi an trú trong bốn niệm xứ. Còn thí dụ như người ta hỏi mình nè, ủa sao thấy thân của cô bệnh quá, hoặc là thân của sư bệnh quá, mà sao tâm sư được an lạc sao kỳ vậy, à, thì lúc đó mình chỉ mỉm cười thôi, à, mình mỉm cười thôi, à, mình nói thí dụ như là do tôi ráng, tôi ức chế cái tâm của tôi, chứ nếu mà người ta chưa có hỏi mình an trú ở trong pháp nào vậy mà mình trả lời đủ thứ pháp hết, à, mình đủ trả lời đủ thứ pháp hết, thì cái điều đó nó không có đúng với mình, nó không đúng với cái gì, nó không đúng với cái bậc trí, à, không đúng với cái bậc trí, có nghĩa là những người nghe đó mà người ta có trí, người ta biết rằng là cái vị này trả lời hình như là nó quá dư, à, hoặc là
trả lời theo cái sở kiến, sở đắc, sở chứng, sở trường, sở đoản gì của mình đó, chứ không phải là trả lời ngay cái câu hỏi đó. Thành ra quý vị thấy rằng đó, thật ra đó thì quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo Nguyên Thủy, tại sao khi mà cúng là quý vị cúng dường, quý vị cũng có cái sự tác bạch, quý vị thỉnh cái vị giảng sư thuyết pháp cũng có cái bài đọc thỉnh giảng sư, là tại sao? Là tại vì giữa hai bên có cái sự quy ước đàng hoàng, cô thỉnh pháp sư bằng cách là cô đọc cái bài thỉnh pháp sư, thành ra sư mới lên đây sư giảng, sư mới leo lên đây sư giảng, chứ không phải là sư tự nhiên là sư chạy lên đâu, tự nhiên mình chạy lên đâu. Còn cái người mà người ta cũng vậy, cái người mà người ta cũng vậy, ví dụ như là người ta đem đến người ta cúng, người ta cúng cho mình, ví dụ như người ta tác bạch, mình tụng kinh chúc phúc, mình sẽ tụng kinh phúc chúc cho người ta. Còn nếu mà người ta cúng dường mình xong, người ta chấp tay lại thì mình cũng biết, chấp tay lại thì để cho mình, người ta nguyện cái phước thì lúc đó mình chỉ ý chí tăng bạch thì tăng thôi. Có nghĩa là cho các cái quả lần nào mà cái người thí chủ đó đang mong mỏi thì sẽ mau thành tựu kịp thời đến cái người đó. Thì quý vị thấy rằng thường thường á, đối với cái người mà tu tập ở trong chánh pháp á, thế mà người ta hỏi cái gì trả lời cái đó, người ta thỉnh mình làm cái gì làm cái đó, chứ nó không có quá thiếu hoặc là nó không có quá dư. Còn đối với thảo luận pháp á, thì quý vị thấy rằng ở trong thời xưa đó, ở trong Đức Phật đó, thì ngài Anuruddha hoặc là ngài Sariputta, ngài Moggallana, nói chung là các vị mà gặp nhau là coi như là các vị sẽ đem những cái điều mà đã được nghe hoặc là được giảng từ Đức Phật, các vị đem ra các vị thảo luận tiếp để chi? Để làm cho sáng tỏ, làm cho sáng tỏ. Quý vị thấy rằng đêm thanh vắng các vị mà gặp nhau hoặc là hội tụ lại một cái khu rừng, nhất là những cái thờ, những cái ngày mà trăng sáng, quý vị thấy rằng các vị đa văn cũng tập trung lại, rồi các vị có cái đời sống hạnh đầu đà cũng tập trung lại, rồi các vị có cái đời sống độc cư cũng tập trung lại, những vị mà có thần thông cũng tập trung lại, tập trung lại để chí vị để thảo luận Phật pháp. Đêm nay ai sẽ làm cho cái khu rừng Gô Sinh Gá này được sáng chói? Đó, thì quý vị thấy rằng thì những cái vị nào mà nói pháp, tụng đọc lại cái lời dạy của Đức Phật, thì cái vị đó làm cho cái khu rừng này được sáng chói. Đó, thành ra quý vị thấy rằng đối với những cái vị tỳ khu khi mà hội hợp lại với nhau cũng thảo luận về pháp. Ngoài cái chuyện đó đó, quý vị thấy rằng ngoài những cái vị tỳ khu vẫn thảo luận pháp, rồi đối với hàng cư sĩ có không quý vị? Có hàng nữ nhân thời đó rất là giỏi, không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Đó, ở đây thì chúng tôi nhắc thêm quý vị biết rằng không phải là các vị tỳ khu nha mà thảo luận Phật pháp không đâu. Những người nữ mà ở trong cung của vua cũng vậy, quý vị biết rằng cái duyên sự của cái câu kệ Pháp Cú Kinh mà số 182 là cũng có liên quan đến những người nữ nha quý vị, lúc đó các cái vị nữ nhân ở trong cung của Đức Vua mới bàn luận với nhau. Mình được nghe Đức Thế Tôn nói là có bốn cái điều khó: khó được sinh làm người, khó được sống lâu, khó được nghe diệu pháp,
có được thấy Đức Phật xuất hiện ở đời. Vậy thì chị em của chúng ta đó, mình có được cái thân người rồi, rồi mình cũng sống trong cái thờ Đức Thế Tôn, có nghĩa là Đức Phật Gotama còn hiện hữu đó. Rồi á, thành ra đó bây giờ á, là mình phải làm sao mà thường xuyên để mà ý kiến, để mà gặp Đức Thế Tôn, để mà được nghe chánh pháp từ nơi Ngài. Chứ nếu mà bây giờ á, mình sống ở trong cái hoàng cung này á, thì giống như sống ở trong cái hộp, sống ở trong cái hoàng cung này như là sống trong cái hộp vậy quý vị thấy không? Đó, thành ra đó cũng như ở trong thời nay cũng vậy. Có những người ta sống, nhưng mà người ta sống ở một cái nơi rất là thuận tiện, nhưng mà người ta không có ai để mà chỉ bài. Chứ thật sự ra chúng ta biết được đó, có người ta có cái nhà giống như là một cái giảng pháp đường ấy, chứa được bao nhiêu người cũng đủ hết đó. Nhưng mà do đâu quý vị? Thứ nhất là người ta không có duyên với chánh pháp. Thứ hai á, không có cái người mà chỉ bài cho người ta, mà gặp toàn là chỉ bài gì đâu không à. Được có những cái gia đình nó nhà người ta là vừa có sân trọng quá, mà sao đổi tài xế liên tục à. Chúng tôi có cái ý là mình cũng hơi tò mò, mình cũng hơi tìm hiểu quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng là một cái người làm chủ á, mà trả tiền công cho cái người đi làm á, ở trong cái lần đầu tiên, cái tháng đầu tiên á, mà trả một lần 12 tháng, mà tại sao mà năm nay thì mình thấy tài xế khác, năm sau mình thấy tài xế khác? Thì khi mà mình hỏi lại mấy anh tài xế, mấy anh mới nói thì thật sự ra đó, đi làm là coi như lãnh một lần 12 tháng lương, mà lãnh đầu tiên luôn, thì cái chuyện đó phải nói rằng là rất là có lợi cho con, mà rất là có lợi cho con, vì con đem cái tiền nó về đó, có thể con đưa vợ con lấy cái số tiền đó nó được một chút, mà cái tiền đẻ ra cái tiền kia có lợi một chút. Nhưng mà sư biết không, là coi như là khi mà lái xe nội mà đưa cái khách mà ăn tiệc người ta về á, là coi như nào cũng có tiệc, mà chẳng những mình chở chủ nhà đi, rồi mình còn phải chở khách của chủ nhà nữa đó. Mà khách á, đâu phải là sư biết á, là coi như là khi mà họ đến họ ăn tiệc á, là quần áo chỉnh tề, nhưng mà khi mà ăn tiệc xong rồi á, sư biết là toàn là khiêng lên xe không à, không có ai mà đi nổi đó. Uống rượu á, mà con không hiểu rượu tây rượu gì á, mà uống sao mà coi như là người ta khiêng lên xe thôi chứ không có không xe nổi đó. Thì chúng tôi thật sự ra đó, chúng tôi cũng biết cái điều này, quý vị. Đối với cái người mà người ta trí thức đó, người ta uống cái rượu tây để chi? Tôi uống cái rượu tây để chi quý vị? Người ta khi mà người ta ngồi, người ta tâm sự với nhau, hoặc là người ta bàn bạc cái công việc gì làm ăn đó, rồi người ta mới dùng một ly rượu tây, một ngụm, khi mà người ta uống vào ở trong miệng rồi đó, người ta ngậm ở trong miệng,
à, cho người ta nếm được cái, người ta ngửi được cái chất thơm, à, cái chất thơm của cái mùi rượu tây đó. Rồi sau khi cái chất thơm của mùi rượu kia đó, rồi người ta mới nuốt, mà người ta mới nuốt dần, hãy mà mình nuốt từng ngụm nhỏ xuống, à, thì nó sẽ làm ấm, à, nó sẽ nóng, à, gan ở trong cái bộ đồ lòng của mình, nó làm cho nó ấm ấm từ từ. Mà đối với cái đó rượu tây thiệt nha quý vị, đó mình vừa thưởng thức cái chất thơm đó, mình vừa thưởng thức là cái chất, à, nó vừa đắng đắng mà nó ngọt lạc lạc đó, rồi nó vừa ấm ấm nữa. Rồi sau đó, đó khi mà mình nói chuyện với nhau, mình tâm sự hoặc là mình bàn bạc với nhau, thì nó vẫn còn cái mùi thơm của rượu, là nó vẫn còn cái mùi thơm của rượu nó thoát ra từ miệng. Thì cái người trí thức á là người ta uống vậy, còn mấy ông nội ở bên đây thì uống một lô như là 10 chai, 5 chai, 7 chai. Thì hỏi quý vị là còn cái gì mà thưởng thức nữa, uống xong là ói tại chỗ luôn. À, rồi tài xế rồi người ta lên xe người ta dẫn về. Thì cái anh tài xế đó anh mới nói là làm lãnh một lần 12 tháng lương thì nó ngon lắm, xong về đưa vợ vui, vợ mừng lắm, tại vì làm 12 tháng lương mà đó. Rồi về xây sở mua hột vịt, hột gà, mua thêm cái gì đó bán ở trong xóm, à, có vốn mà quý vị đó, rất là mừng. Nhưng mà thấy chồng mình không thấy về, à, chồng mình mà đi về á là coi như là 2-3 giờ sáng mới về tới. Thì quý vị biết rồi, à, có nghĩa là ở đây thì chúng tôi cũng nói rằng là có những người người ta có cái chú xứ rất là thuận lợi, nhưng mà người ta toàn là đãi tiệc không, à, ngày nào cũng đãi tiệc hết. Thành ra quý vị thấy rằng mấy anh chàng tài xế đó làm xong hết hợp đồng đó một năm là coi như là mấy ảnh bỏ chạy liền. Mấy anh nói mà cái không có làm gì cực lắm, tối ngày cứ đưa khách mà khách phụ nam cũng như phụ nữ, à, coi như là sai thường xuyên, sai xỉn thường xuyên. Quý vị biết rằng, à, cái nghề tài xế ở bên Việt Nam thật sự ra bây giờ rất là hot. Cái người mà có sức khỏe, có cái hình dáng ở bên ngoài nó được, nó không phải là dân mà, à, cấu gắt quá, cái mặt khô quá, cái mặt mà nhăn nhó quá nha. Mình nói chung là mình có cái sự mà dễ nhìn tí xíu thôi, rồi có cái bằng lái xe mà có kinh nghiệm lái xe thôi, thì nó rất là hot cho cái thời buổi này quý vị. Là tại sao? Là tại vì quý vị thấy rằng á, ai gặp nhau cũng là dài lon á, gặp nhau có sự tự động là có người đó, người ta điện thoại người ta nói là em ơi em là em chở chồng, à, chị về giùm đi, à, chồng chị uống say rồi nha, không có về được. Thì quý vị thấy ngày nào cũng có tiệc hết á. Rồi thì lâu lắm thì mình nhờ người ta chạy đột xuất như vậy thì mình phải trả, à, cái lương nó cao quý vị, mà coi như là ngày nào cũng có đó. nếu mà cái người tài xế đó có uy tín, à, cái người tài xế đó có uy tín là coi như là quý vị biết rằng là lúc nào mà cũng có khách để chạy đó. Bây giờ chúng tôi trở lại là với cái vấn đề mà đang nói ở trong cái bài giảng này, thì các cái nữ nhân mà ở trong cung đó, quý vị thấy không đó, bây giờ tụ họp nhau lại, súng lại chị em rồi lợi ngồi đó. Đức Phật nói được sanh ra làm người là khó, được nuôi mạng cũng khó, nuôi mạng mà được sống còn cũng khó, nghe chánh pháp cũng khó, gặp Đức Phật cũng khó. Thôi bây giờ phải lên trình Đức Vua, là lên trình Đức Vua á, là coi như là mỗi ngày á là thỉnh một vị tỳ khưu pháp lại cho chúng tôi nghe. Thì ông vua nghe vậy thì ông cũng mừng quý vị, à, ông cũng mừng, ông nghĩ rằng là những cái nữ nhân, à, cung tần mỹ nữ ở trong đây, cung phi mỹ nữ ở trong đây á, mà được nghe Đức Phật thuyết pháp á, à, thì cũng sau khi đó rồi cũng biết bố thí cúng dường giữ giới hoặc là tu tập thiền định vậy thì, à, những người nữ nhân này có quả báo lớn đó. Thành ra vua đã phê chuẩn, là đồng ý phê chuẩn. Thành ra lúc đó
Một lần đó đó, Đức Vua nghe Đức Phật ở trong cái vườn ngự uyển của Đức Vua. Đức Vua mới đi đến để mà đảnh lễ Đức Phật, để mà nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì khi mà Đức Vua đi đến thì gặp một cái người thiện nam. Đức Vua đi đến gặp định đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì lúc đó đó quý vị biết rằng Đức Vua mới gặp một người thiện nam đang ngồi nghe pháp từ nơi Đức Phật. Thì quý vị biết rồi, đối với cái người đời đó mà đi gặp Đức Vua thì sao quý vị? Không chào Đức Vua là bị chém đầu, không chào Đức Vua thì bị chém đầu. Nhưng mà cái người thiện nam mà tên Chất Táp Ba Ní này nè, là quý vị biết rằng một cái vị thánh A-na-hàm, một cái vị thánh A-na-hàm, thánh cư sĩ A-na-hàm. Thật lúc đó cái vị này á, mới ngồi mới nghĩ á, bây giờ mình đang ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp, Đức Vua đi đến, Đức Vua đi đến, mình không đảnh lễ Đức Vua đó thì mình bị chém đầu. Mà hãy mà mình đứng dậy đảnh lễ Đức Vua đó thì coi như là mình không có cung kính Đức Phật, mà vì Đức Phật đang thuyết pháp cho mình nghe. Thì ông vua Bá Xê Na Đí, thì quý vị biết ông vua Bá Xê Na Đí rồi, tánh ổng là nóng như lửa hừng vậy đó. Mà tánh của Đức Vua Bá Xê Na Đí là quý vị biết là nóng như lửa vậy đó. Một vị tỳ khu ni mà nghe nói mà bị xâm phạm đến một cái ha, là quý vị thấy rằng ổng cho quân đội 4 binh chủng xuống bao vây cái khu rừng đó. Hãy một vị sư nào mà bị những người nào mà ức hiếp, là ổng cho 4 loại binh chủng của quân đội xuống cấp tốc liền. Đó, ông vua Bá Xê Na Đí là quý vị biết rằng cái tánh ông nóng như vậy đó. Đó, thành ra đó, lúc đó đó thì cái người thiện nam này nè, thấy Đức Vua đi đến nhưng mà đã suy nghĩ ở trong tâm vậy rồi, thành ra ngồi quyết định để mà nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì ông vua ông ngó cái người thiện nam này, ông ngó hằng học rồi nha, ông trợn hai con mắt lửa ông lên, ông ngó rồi đó. Đó thì Đức Phật đã biết được tâm ý Đức Vua, biết được tâm ý Đức Vua, thành ra Đức Phật mới nói: này đại vương Bá Xê Na Đí, cái người cư sĩ Chất Ta Ba Ní này nè đang ngồi cung kính ở đây nghe ta giảng pháp là một cái người là một cái bậc trí, là một cái bậc mà đã xa lìa được các dục, là cái bậc đã nghe nhiều đó. Thì Đức Vua Bá Xê Na Đí nghe Đức Phật mà ngợi khen, thì Vua Bá Xê Na Đí mới nghĩ ở trong tâm là coi như là không phải là tự nhiên Đức Phật ngợi khen đâu, thiệt là bậc xa dục thiệt Đức Phật mới khen cái vị đó. Khi mà khen cái vị đó xong rồi thì quý vị biết rằng pháp xong rồi cái đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn chào rồi đi. Thì một lần khác thì coi như là Đức Vua cũng đi đến chùa để mà thỉnh Đức Phật xin cho một cái vị tỳ khu nào để mà vô hoàng cung để mình thuyết pháp cho cung phi mỹ nữ nghe đó. Thì vừa vô rồi gặp lại vừa đi tới cổng chùa cũng gặp lại cái người cận sự nam này nữa, cũng gặp lại cái ông Chất Táp Ba Ní này nữa. Thì lúc đó ông Chất Táp Ba Ní mới đảnh lễ Đức Vua, mới chào đảnh lễ Đức Vua đó. Quý vị thấy không, chào đảnh lễ Đức Vua thì Đức Vua mới hỏi: ủa, bữa nay ông mới biết ta là chủ nhân của cái quốc độ này hả? Ông mới biết ta là vua hả? Hồi bữa đâu có thấy ông chào ta đâu. Đó thì ông này ông mới trình bày: lúc đó tôi nghe được pháp của Đức Thế Tôn, nếu mà tôi mà đứng dậy mà đảnh lễ chào Đức Vua thì coi như là không có cung kính Đức Thế Tôn. Thì lúc đó ông vua Bá Xê Na Đí thì ông nghe thì ông cũng quý quý vị. Ông vua Bá Xê Na Đí là ngộ, đối với những người mà ác ôn là coi như là ông là
ông là cũng là như là tàn sát luôn, và ông cũng tàn sát luôn. Mà đối với cái những cái người mà tu hành á, đối với những người nào mà có thật sự tu á, thì vua Bát Tê nó đi là quý vị biết rằng là ủng hộ 100%, là ủng hộ toàn tâm toàn lực. À, đó, thành ra đó, khi mà cái người Thiện Nam này nói xong vậy, rồi Đức Vua nói thôi vậy à, ta thỉnh ngươi là vào hoàng cung để thiết mỹ nữ ở trong đó nghe. Thì cái người Thiện Nam này mới trả lời cái chuyện đó, đó là Thiện Nam này không có làm được à, mà hãy thỉnh các vị tỳ khu sẽ tốt hơn, thỉnh các vị tỳ khu sẽ tốt hơn là tôi đi vào hoàng cung để mà thuyết pháp. Đó, thì ông vua, ông nghe, ông cũng thấy được à, cái người này quý vị thấy rằng người ta cũng rất là khiêm tốn à, cũng rất là được quý vị. Rồi, vậy thì quý vị thấy rằng Đức Vua mới xin Đức Phật, vô xin Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn. Thế Tôn cho ông thỉnh Ngài Nan Đa mỗi ngày đi vào hoàng cung để thuyết pháp cho cung phi mỹ nữ nghe. Đó, cái Ngạ Nan Đa này cũng có duyên lành với tỳ kheo ni nha, với cận sự nữ nha quý vị. Với lại những tỳ kheo ni, những cận sự nữ cũng rất là thích nghe pháp với Ngạ Nan Đa. Tại vì Ngạ Nan Đa coi như chứ là cũng là một bậc đa văn mà quý vị. Đó, thì coi như là hả? Wow. Chết rồi, đổ ngờ, đổ nợ rồi nha quý vị ơi. Chúng tôi đang xây dựng cái cổng cái hàng rào chùa mà giấy phép chưa có xin kịp, mà bây giờ họ lên họ kiểm tra rồi, bây giờ hơi lùng bùng lỗ tai rồi. Dạ, cô Ngọc sao ở dưới ủy ban ai cho lên để kiểm tra xây dựng nha cô Ngọc? Dạ, sư hôm qua sư có đưa đơn rồi, mà chị Thảo chị nói là mình xây mà nó không có đụng vô cái con rạch á, mà để mà mình xây chặn lại nhà dân á, thì mình cứ xây đi. Rồi ở trên dạ ở trên để sư coi thôi ha. Rồi ok, bỏ sao qua cô Ngọc, mình như là hai đứa bỏ. Rồi, bây giờ quý vị còn nghe âm thanh của chúng tôi không? Bây giờ không có giảng được nữa gì rồi quý vị ơi. Tay chân bụng rủng hết rồi. Xây dựng chưa có giấy phép mà giờ chính quyền họ vô tới rồi. Hình ra bây giờ chúng tôi phải đi ra tìm cái lựa cái lời nào nói làm sao lựa cái lời nào mà nói làm sao mà cho nó vừa cho họ vừa ý. Đây, giảng pháp thì coi như là câu chuyện hay là cái gì cũng đọc được mà gặp cái chuyện này thì hơi lủng bủng. Đây chân nó hơi lủng bủng ha. Rồi, để chúng tôi xuống mấy người này coi. Rồi,
chào quý vị nha. Yeah, Phật. Yeah. Yeah, là đời là vô thường. Tấn ai vô thường. Cái sinh nó diệt. Khi nhận được sự vô thường thì tình thường thường bình. Thì quý vị bây giờ cũng là 10 giờ 15 rồi. Thời gian đến đây cũng vừa phải rồi. Thì thì ngồi tĩnh tâm phút nha. Hôm nay nhiều thời gian ngồi thấy thấy biết thân tâm của mình, đơn giản vậy thôi. Thấy biết nó à, nó ngồi, biết nó ngồi, nó nhúc nhích, biết nó nhúc nhích, nó nóng, biết nóng lạnh, thở biết nó thở ha. Thấy cái thân của mình tứ đại đất nước lửa gió, tâm về hơi thở một tí. Dạ, cái chánh niệm tỉnh giác thấy tâm của mình, tâm thiện bất thiện, thấy nó sanh nó diệt. Giả tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay biết thân tâm chuyện quá khứ
Hành giả ghi nhận hay biết nhớ 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 thấy nó sanh nó diệt. Hành giả có chánh niệm tỉnh giác, hành giả thấy thân của mình nó chuyển động, tay chân đưa lên đưa xuống, hay biết sanh nó diệt, nó vô thường, khổ, vô ngã. Khi giờ cái chánh niệm tỉnh giác, nghe chỉ là nghe, nghe mình biết hết âm thanh rõ ràng hay biết nó là cái gì, nhưng nghe chỉ là nghe thôi, vô ngã. Rồi kính mời sư Pháp Tính. Dạ, quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn thượng tọa Thanh Tâm rất nhiều đã cầm mic giùm con. Rồi, hôm nay may mắn quá. Đúng quá. Hôm nay may mắn quá quý vị. Ta lại ta nói mình xây chỗ nào mà nhà dân người ta lấn vô, mình xây rào xây cổng, mình bích lại, đừng có lấn ra bên ngoài được rồi, người ta lấn mình người ta lấn mình được, chứ mình đừng lấn, đừng có lấn ra ngoài đường. Chúng tôi nói chúng tôi không muốn lấn. Thật sự ra quý vị biết ở dưới đó có một cái vườn thiền, rồi bốn phía thì một phía, hai phía là sông,
hai phía là ở trên bờ. Mà hồi trước chúng tôi đã rào lưới B40 rồi, sau này họ lưới nó mục rồi họ tháo lưới họ đi luôn tuồn vô, rồi giờ chúng tôi xây tường, xây cổng, làm cửa để mà bích lại, nên mà các vị sư ở dưới đó mà có hành thiền thì cũng an tâm. Ngày xưa quý vị biết ngày Ủng Ba Lý, ngày chẳng những ngày cúng dường, ngày cúng dường tịnh xá, cốc liêu cho Đức Phật và chư tăng, rồi ngày ngồi ngày suy nghĩ nó chưa có bảo đảm an toàn, thành ra ngày mới xây luôn, ngày mới xây luôn để mà bảo vệ xung quanh đó. Thành ra quý vị biết rằng chúng tôi thường nào là để nhằm cái mục đích là mình một cái mỹ quan và mình đề phòng cái sự trộm cắp đó. Quý vị thấy vừa rồi ở ở một cái chùa ở bên Bắc Kiền, có một cái vị thầy đó thấy cái anh thanh niên anh chạy xe Honda lận, tưởng anh đi vô chùa anh viếng, chạy ra đứng đó, không ngờ anh thanh niên đó anh rút dao anh để ở trong cái xe đó, anh chém mấy nhát vô đầu cái vị thầy đó, chém mấy nhát vô đầu của vị thầy đó. Khi mà chính quyền bắt thì anh bị tâm thần, bị khùng. Thành ra quý vị thấy rằng nó rồi ai đền, cái đó ai đền thì bây giờ chỉ có nhà chùa chịu thôi đó. Thành ra vì cái lý do đó mà chúng tôi phải xây cổng, xây tường, làm cửa lại đàng hoàng. Hôm nay cũng đỡ cái là người ta xuống là chỉ cho mình lên xây chỗ nào chừa lại thôi, chứ người ta cũng không làm khó. Và chúng tôi cũng cũng rất là mừng, chắc có lẽ chư thiên đang nghe pháp, đang ghiền thành ra giải quyết gọn lẹ, xong rồi chúng tôi quay trở lại với lớp học đó. Thì như lúc nãy chúng tôi đang nói đó, thì cái ông Thiện Nam nè, ông gặp Đức Vua là ông đảnh lễ rồi, Đức Vua hiểu ra cái sự tình của ngày trước rồi, xong rồi bắt đầu mới vô thỉnh Ngài Đăng Đa về hoàng cung để dạy pháp cho cung phi mỹ nữ ở trong hoàng cung. Thì những ngày đầu dạy pháp á, thì cung phi mỹ nữ người ta học pháp á, rất là có cái sự chăm chú. Nhưng mà tới ngày hôm nay á, thì cung phi mỹ nữ á, ngồi nghe Ngài Ananda giảng pháp á, tâm tư nó buồn, ủ rượi hết. Đó thì Ngài Ananda mới hỏi sao vậy, thì các cung phi mỹ nữ á, mới bạch lên Ngài Ananda, bạch Ngài trong hoàng cung á, là bây giờ bị mất một cái viên ngọc quý, thành ra đó chúng con sẽ bị như là bị kiểm tra, bị kiểm soát bởi Đức Vua đó. Thành ra chúng con sợ cái chuyện này nó ảnh hưởng rất là lớn. Thì Ngài Ananda nói được rồi, để ta giúp, để ta giúp cho các ngươi. Thì Ngài Ananda mới đi đến gặp Đức Vua, mới bàn cho Đức Vua một cách là nói là coi như là kêu Đức Vua là nói hết tất cả mọi người ở trong hoàng cung hãy đem rơm dư rác để vào một cái góc cho nó phức, để vào một cái góc cho nó phức, mà 2 ngày liên tiếp như vậy là sẽ tìm được cái viên ngọc mà đã mất. Thì Đức Vua cũng nghe lời Ananda ra lệnh như vậy, nhưng mà sau 3 ngày thì cũng không có tìm được cái viên ngọc quý đó. Thì Ngài Ananda mới hỏi là tìm được chưa, Đức Vua nói chưa tìm được. Ngài Ananda ngày mới nói là bây giờ là Đức Vua chọn ra một cái hướng nào đó, rồi làm một cái phòng kính, ở trong phòng đó được che màn kỹ lưỡng, rồi ở trong đó để một cái lu nước, để một cái lu nước ở trong đó, rồi cho từng người ở trong hoàng cung vào ở trong cái lu nước đó để mà rửa tay rồi đi ra. Thì Ngài Ananda mới hiến cái cách làm như vậy. Thì quý vị biết rằng lúc đó là tập trung những cái người ở trong hoàng cung
đi đến đó để mà vô cái phòng kính đó để mà rửa tay từng người vô từng người vô. Thì cái người mà trộm cắp đó, cái viên ngọc đó, đó mới nghĩ rằng là Ngài Ananda đã chừa cho ta một con đường sống. Chứ nếu mà Ngài Ananda mà đã điều tra rồi đó thì không có thể nào mà thoát khỏi à, đến những cái bậc trí này, những cái người trí này. Nhưng mà cái bậc trí này đã chừa cho ta một con đường hối lỗi, một cái con đường sống. Thành ra cái người ăn cắp ngọc đó, đó mới lén giấu cái viên ngọc vào người, rồi đi vào ở trong cái phòng kính đó rửa tay. Thì quý vị thấy rằng người nào không có ăn cắp thì người ta vô người ta rửa tay thôi. Còn cái người nào mà có đang giữ cái viên ngọc đó đó thì sẵn nhân cái dịp đó vô rửa tay rồi bỏ cái viên ngọc à, vô cái lu nước đó luôn. Đó thì quý vị thấy không? Đối với bậc trí à, như Ngài Ananda à, quý vị thấy thông minh vô cùng không? Quý vị thấy thông minh vô cùng không? Cái này là mới gọi là trí đối xử với trí. À, cái người trí đối xử với cái người mà biết lầm lỗi. À, cái người trí mà biết đối xử với cái người lầm lỗi. Quý vị hiểu được cái cách này không? À, có nghĩa là bây giờ á, mình không có truy cùng đuổi tận, không có truy cùng đuổi tận. Mình bây giờ mất ha, bây giờ ở trong ví dụ như giờ ở trong cái lớp học của chúng ta. Chúng tôi á, thí dụ như là cái lớp học của chúng ta có mất à, một cái hộp sòn rất là lớn. Đúng không? Nhưng mà bây giờ á, là khi mà đem ra để mà kiểm tra đó thì mình cũng chừa cho cái người đó, cái người mà lỡ lấy rồi đó, một con đường sống, là bằng cách là mình tạo ra một cái phòng kính à, rồi từng người đó vô đó rửa tay. Thì cái người mà người ta ăn cắp á, người ta nghĩ là đâu có ngày, đâu có rảnh đâu mà ngày tạo ra cái phòng kính mà để mỗi người đi vô đó mà rửa tay. Nhưng mà Ngài là một cái bậc trí, Ngài đã chừa cho mình cái con đường sống, là mình có cái sự ăn năn hối lỗi. Ra đó bây giờ mà mình không nhân cái cơ hội này mà mình ăn năn hối lỗi đó thì mình không thoát khỏi Ngài đâu. Ngài cũng còn cái cách khác để mà Ngài điều tra. Đó, thành ra cái người mà ăn cắp cái viên ngọc ký đó mới đi vô đó rửa tay rồi bỏ viên ngọc ở trong cái lu đó luôn. Rồi cuối cùng tìm ra được cái viên ngọc đó rồi. Đó, Ngài Ananda nói thưa đại vương, viên ngọc đã lấy được lại được rồi. Đại vương đừng có truy xét nữa. À, đừng có tìm đến cái người đó mà tha cho cái người đó đi. À, hãy tha cho cái người đó đi, mình không có truy cùng đuổi tận. Đó thì tất cả những người ở trong hoàng cung, ngay cả nước vua luôn, và cũng có cái sự mà tôn kính Ngài Ananda. Chẳng những Ngài dạy pháp giỏi mà cái trí của Ngài cũng rất là nhạy. Ngài, cái trí của Ngài cũng rất là giỏi đó. Nhưng mà ở đời đó, thì quý vị nên lấy cái này làm bài học. À, chúng ta ở đời sống ở trong đời, chúng ta nên lấy cái này làm bài học quý vị. Chúng ta không truy cùng đuổi tận đối với những người mà đã lầm lỗi rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ biết cái cách để mà chúng ta tạo ra cái cơ hội cho cái người đó có cái sự ăn năn sám hối, à, hối những cái lỗi lầm của mình. Đó, thành ra sau cái sự kiện này rồi là các vị mới đi đến Đức Thế Tôn, mới nói với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, Ngài Ananda nó ngày giỏi quá, ngày giỏi quá. Cái chuyện đó Ngài làm cái một là tìm lại được cái viên ngọc đó, mà trong khi nước vua á nha, là coi như là có quân đội rồi có thám tử có đầy đủ hết, nhưng mà nước vua làm không được. Mà Ngài đang là coi như là có một cái chiếc y với cái bình bát thôi, là chiếc y với bình bát thôi, mà Ngài coi như là Ngài làm một cái là coi như là xong, à, xong phim, à, xong chuyện. Đó thì sau khi mà 8 tháng à, Ngài Ananda rồi á, thì Đức Phật á, mới nói rằng là bởi vậy Đức Phật không có cho các vị tỳ kheo mà đi vào ở trong cung và trong hoàng cung một mình. Tại vì khi mà đi vào ở trong hậu cung một mình á, nó có 10 cái điều nguy hiểm, à, 10 cái điều nguy hại đến một vị tỳ kheo khi mà đi vào ở trong hậu cung. 10 điều đó là cái gì? Cái vị tỳ kheo á mà đi vào cái hậu cung á là có 10 điều nguy hại. Cái điều thứ nhất á là thí dụ như giờ ông vua ông đang ngồi với hoàng hậu đi,
cái hoàng hậu cái mình đi vô, cái hoàng hậu mỉm cười với mình cái nè, hoàng hậu mỉm cười với mình cái thì quý vị biết vua mà, vua là ông đa nghi à, mà hãy ông đa nghi là sao, chém à, đa nghi là chém rồi à, hoàng hậu ta tự nhiên cười mỉm với ông sư này ha, cười mỉm mà chắc hai người này có tình ý gì rồi, đem ra chém nè à, vua mà quý vị, vua đâu có sợ gì, có niềm tin, có niềm tin nhưng mà rất là nguy hiểm. Rồi cái điều thứ hai á thì quý vị biết rằng á là ông vua á, ông cũng bận công chuyện nhiều lắm. Ông bận công chuyện nhiều lắm, ông lỡ ông làm à, chánh hậu thứ phi gì trong đó đó mà mang thai rồi mà ông còn nhiều khi ông quên. Nhiều khi ông quên, ông không nhớ ông làm mà ông nói sao ngộ vậy, sao chánh cung hay là thứ phi gì á, tôi đâu có mấy nay tôi mất bận công chuyện, tôi đâu có về đây ngủ đâu, mà giờ cái bà này bà có thai mà ngày nào cũng thấy ông sư này ông vô ông dạy pháp, nó ngày nào cũng vô dạy pháp rồi ông nghi nữa, ông đem ra chém nữa đó, thành ra cái điều nguy hại đó là cái điều thứ hai đó. Rồi quý vị thấy á, ở trong hoàng cung á, thì coi như là ngọc ngà châu báu là nhiều lắm à, thành ra nhiều khi cũng bị mất à, nhiều khi bị mất thì sao quý vị, thì ông vua ông khở lên, hồi đó giờ mình nuôi mấy người này trong đây đâu có sao đâu, từ ngày có vị sư này vô thành ra có chuyện này rồi, đem ra chém luôn, nó là cái nguy hại thứ ba. Rồi cái nguy hại thứ tư á, ở trong hậu cung á, nó có nhiều cái bí mật ở trong đó mà quý vị nghe thâm cung bí sử mà, đó có nhiều cái bí mật lắm, thành ra giờ đó mà cái bí mật đó bị lọt ra ngoài á, cũng nghi ông sư này nữa, tại vì trong thời gian này là có ổng ưa xuất hiện ở trong đây đó, cái đó là cái nguy hiểm thứ tư. Rồi cái nguy hiểm thứ năm là cái gì đó, ở trong cung á, thì quý vị thấy rằng á, coi như là cha giết vua con, giết vua cha giết vua con, là cái chuyện đó là chuyện thường đó, nhưng mà lỡ mà vị sư ra vào trong đó rồi quan đại thần quan này quan kia nghĩ không nghĩ cha con giết nhau, nghĩ ông sư vô giết là cũng chết nữa, đó là cái nguy hại thứ năm. Rồi cái nguy hại thứ sáu á là quý vị biết là ông vua đó, ai mà nịnh ổng á thì từ địa vị cao là ông đưa từ vị trí thấp mà ông đưa lên vị trí cao, thành ra người ta nghĩ à, chắc à, lúc này ông sư này ông vô ông nói gì đó, thành ra cái người này từ vị trí thấp mà đưa lên vị trí cao, thành ra coi như là à, các quan đại thần cũng không có vừa ý à, thì không vừa ý thì cũng có nguy hiểm đến với cái vị sư đó, hoặc là cái người mà cái địa vị cao mà ông vua ông đưa xuống địa vị thấp, rồi những quan cận thần á, người ta nghĩ rằng là chắc cũng do ông sư này xúi nữa đó, ra cái nguy hiểm này là nguy hiểm thứ sáu thứ bảy. Rồi cái nguy hiểm thứ tám nữa là quý vị biết rằng là mấy ông vua ông thích điều động quân đội đúng thờ hay là không đúng thờ gì đó, rồi người ta cũng tưởng là ông sư này xúi nữa à, ông sư này xúi nữa, thành ra cái điều này cũng là cái điều nguy hại thứ tám. Rồi ông vua mà thí dụ như giờ ông điều quân đi rồi ông rút quân về à, nó không có hợp thờ, rồi người ta cũng tưởng ông sư này xúi nữa đó. Rồi quý vị thấy rằng cái điều thứ 10 á là trong cung á là coi như là cung phi mỹ nữ nè đó, chánh cung thứ phi ở trong đó tùm lum hết, rồi sắc thinh hương vị xúc á, là coi như là toàn là đồ hấp dẫn không à. À, đồ hấp dẫn không à, đức phận nó không có thích hợp với bậc xuất gia, đi vô trong đó là coi như là bị mù màu luôn á, quý vị biết mù màu không? Nhìn không thấy màu nào là màu nào, ở trong nó nhiều màu là bị mù màu luôn, thành ra là bỏ tu luôn, ngay như là thơ thẳng luôn, thành ra đức Phật á, mới cảnh báo các vị tỳ kheo là không có nên đi vào hậu cung thường xuyên. À, trừ khi nào có việc giống như Ngạ Năng Na mà đi giải pháp ở trong đó thôi à, chứ nếu mà mình không phải à, mình không có cái trách nhiệm gì mình đi đến đó là sẽ có cái chuyện nguy hiểm à, đến với mình đó. Thì quý vị thấy rằng là đối với cái bậc nghi thì chúng ta mới biết được mấy cái điều này
Rồi đối với những cái người mà muốn học Pháp, muốn thảo luận về Phật Pháp, chúng ta mới biết được những cái điều này. Quý vị thấy những cái điều này thôi, sách đời không bao giờ có, à, chỉ có ở trong kinh điển có thôi. Thành ra đó, quý vị biết rằng cái chữ nghe nhiều ở đây, cũng chúng tôi cũng may mắn chúng tôi có được cái tài liệu này, nên chúng tôi cũng rất mừng. Quý vị biết rằng các vị trưởng lão giải thích từng chút một, mà mỗi lần mà chúng tôi đọc đến đâu chúng tôi cũng thấy hoan hỷ. À, nhiều khi mình nói phải nói chứ, mà mình đi hành đó, là mình cầm cái quyển sách mình đọc. Đọc thì quý vị, chúng tôi cũng đã nói cho quý vị nghe biết cũng nhiều lần chúng tôi tâm sự với quý vị đó. Thì đối với chúng tôi đó, là hình như là các vị chủ trì người ta thương. À, thành ra có nhiều khi quý vị biết rằng thí dụ như là 29:30, 14:15 là cái mấy vị tối, mấy vị trước khi ngủ mấy vị nhớ ở ngày mai sám hối mà quên thỉnh pháp sư. À, mà bây giờ thỉnh các ngày lớn á, thì các em thỉnh trễ quá, đâu có dám thỉnh, mà không dám thỉnh, thành ra các vị hiệu trì mới nghĩ rồi đi tìm sư Pháp Tính. Chúng tôi là coi như là được mời đột xuất không à. Quý vị thấy chúng tôi đang ngồi chơi vậy đó, nhưng mà bình thường ngồi chơi vậy đó, chứ chiều nay là coi như là đi giảng ở đâu đó là tới ngày mai ngày mốt mới về đó. Thành ra quý vị biết rằng là chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng chuẩn bị một cái đề tài, một cái câu chuyện gì đó, một cái đề tài gì đó mà ở trong Phật Pháp. À, rồi coi như là mình lúc nào cũng phải bỏ túi đó. À, cần một cái là mình lên được, mình móc ra là mình giảng liền. Có lần đó quý vị biết chúng tôi vào trong đại học giảng hành cũng vậy, sáng 6 giờ ăn sáng xong đứng ở trên một cái chiếc cầu ở cái con rạch ở chùa, đứng ngó ra bờ sông. Rồi lúc đó nghe một cuộc điện thoại mời vô đại học giảng hành dùng đó. Quý vị biết rằng một cái người mà không có trình độ đại học mà vô trong đại học giảng đó, quý vị biết là chúng tôi cũng rung lắm nha quý vị, cũng rung lắm đó, chứ đâu phải giỡn đâu. Mình không có bằng cử nhân, không có bằng gì hết, mình vô trường đó mình giảng luôn đó. Thành ra quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi nghĩ rằng là những cái lời dạy của Đức Phật á, mình may mắn mình được đọc tới đọc lui, thành ra mình đem cái đề tài đó ra mình trình bày. Quý vị biết chúng tôi đứng ở trên bục giảng mà vừa giảng vừa viết, vừa giảng vừa viết, mà giống y như là giáo sư phó tiến sĩ gì đó. Mà giảng xong mà hỏi người ta hiểu không hiểu. À, rồi người ta còn xin số điện thoại, xin địa chỉ nữa đó. Thành ra người ta nói rằng rất là quan hỷ, rất là dễ hiểu. Đó. Thành ra lúc đó chúng tôi cũng rất là mừng quý vị. Thành ra đó chúng tôi nói rằng khi mà chúng tôi gặp được cái chữ nghe nhiều, trong đó mình học bằng cái mình nghe, bằng cách là mình học, mình thảo luận, rồi mình có cái sự mà hỏi, hỏi đi hỏi lại, nó sẽ đem lại cái nhiều cái lợi ích cho mình ở trong đời này và đời sau. Do vậy chúng ta ráng cố gắng, chúng ta hãy mà chúng ta đủ sức, chúng ta ngồi chúng ta học đàng hoàng. Còn chúng ta không đủ sức thì chúng ta nghe đi nghe lại, để mà chúng ta nhớ, nhớ được điều nào hay điều đó, nhớ được tích chuyện nào, hoặc là nhớ được câu Phật ngôn nào, nhớ được một cái điều nào nó sẽ hay, một cái điều đó nó sẽ ích lợi cho mình trong đời này và đời sau rất là nhiều. Vậy thì bây giờ thời gian cũng đã hết rồi, nên tôi xin được giúp lời rất là tri ân đến Thượng Thành Tâm đã thời gian qua đã cầm ít dung với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được. Xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này với quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui thánh hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên, người trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích, chư thiên tứ đại thiên vương, chư thiên hộ trì chánh pháp, những người xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, luôn cả các vị Long Vương, Càn Thác Bà, Ngã Quỷ, A Tu La, những chúng sanh giải to, những chúng sanh phước mạnh phước mai, những chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Giả.
Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con một lần con Nguyên Trang, và dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư, và dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Tính đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ rất là tri ân sư ạ. Dạ sau đây con Nguyên Như có thể Nguyên Như bị kẹt mất hả? Nguyên Như bị kẹt. Dạ sau đây con kính ok rồi hả? Ok. Vậy Nguyên Trang mời Nguyên Như lên lên chúc phúc cho đạo tràng. Ủa lên không lộn lộn xin lỗi. Lên hồi hướng. Và sau đây trước hết con kính mời sư Tuệ Nhẫn chúc phúc cho đạo tràng sau khi thính pháp ạ. À. Và sau đó mời Nguyên Như hồi hướng. Và con xin xuống mít ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin kính mời sư Tuệ Nhẫn. Con không biết sư có mặt trước máy, sư nghe được giọng của con không? Dạ chắc sư không có mặt trước máy rồi. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Như dạ dạ con thấy sư rồi. Dạ con dâng mic lại cho sư ạ. À. Dạ. Sư xin chúc phúc ha, hãy luôn về với cái thấy cái nghe ha, quý vị ạ, chỉ về với cái thấy cái nghe, hãy chánh niệm tỉnh giác ở đó, nhiều pháp rất là tốt đẹp ha, hãy cứ quay về đó đi, một thời gian ngắn quý vị sẽ hiểu được rất nhiều về nó. Phawatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhutanu favena sarasuti phawantu te Phawatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa thammanu favena sarasothi phawantu te Phawatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sankhanu favena sarasothi phawantu te Tất cả phước báo hằng có đời sinh chư thiên ngộ chỉ đến người do nhờ chư Phật do nhờ Pháp do ai đức của chư Tăng các sự thành lợi thường thường đến người xin cho quả có tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ phước báo thật là tốt đẹp, mong cho quý vị luôn luôn hãy đặt niệm ở trước mặt tầm nhìn nó vừa phải thôi, và quý vị sẽ từ từ huấn luyện như vậy, từ từ một thời gian quý vị sẽ hiểu được giáo pháp của Đức Phật đó. Xin xuống mít nè. Dạ. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Tuệ Nhẫn đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà san ti vi hà ra hoa si ni thù bề kha rê bồ thi kha rê tà hình tà hình Ta tham ma đa nê na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê. Thế ra cha mắt cha na hoa ca cha phình kha vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Gà ma cha đề sa ni gà ma cha e sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa sam se da cha ta pha wo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron sang kha yang khang sa tang tham mo tham mat tha ra cha bung ga la sang kho ho tu sa mat gu Wa an tha hi ta cha âm hê trang ca tu sang tham mô Sam bê bi tham ma chan sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam bê Đi tê y đăng nô nha
ta ti nam hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nam hô tu si ta hoan tu nha. Hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính mời chư vị trở lại lớp học Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai là ngày thứ năm ở Mỹ và cũng là sáng tấu ở Việt Nam. Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.